Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine ngày 28 tháng 5 thông báo bắn hạ 58 trong số 59 máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed mà Nga sử dụng trong đợt tập kích quy mô lớn. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga phóng lượng UAV tự sát kỷ lục trong đợt tập kích nhằm vào cơ sở quân sự hạ tầng trọng yếu ở miền trung nước này, trong đó có tỉnh Kiev. Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định đây là một trong những đợt tập kích lớn nhất bằng UAV kiểu Shahed và khẳng định phần lớn bị bắn hạ. 36 UAV bị bắn hạ tại thủ đô và tỉnh Kiev. Ông Zelensky nói đây là đợt tấn công bằng UAV tự sát dữ dội nhất nhằm vào khu vực. Quân đội Ukraine nhận định UAV Nga bay ở độ cao thấp từ phía Bắc và phía Nam tới mục tiêu, dường như tìm cách che giấu hướng bay và né hệ thống phòng không của đối phương. Nga dường như phát động các đợt tấn công từ bờ đông, biển Azov, song đường bay của số UAV này hơi khác thường. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, họ đang cố gắng cho UAV vượt qua lưới phòng không ở miền Nam Ukraine càng nhiều càng tốt. Giới chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá, Nga mở các đợt tập kích liên tục bằng UAV giá rẻ nhằm làm cạn kiệt, đạn dược cho những tổ hợp phòng không của Ukraine. Các quan chức Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại với phương Tây về nguy cơ thiếu hụt tên lửa phòng không trước đợt phản công mà họ nhiều lần đề cập. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ngày 19 tháng 5 nhận định, Nga đang tập trung tấn công các cứ điểm và kho đạn để làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của họ, thay vì tìm cách phá hủy hạ tầng năng lượng như trước. Trước đó, giới chức Ukraine cũng đã tuyên bố lực lượng phòng không đánh chặn nhiều đợt tập kích bằng UAV tự sát của Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Nga vừa tiến hành cuộc tấn công đường không dữ dội nhằm vào Kiev. Đối tượng thực hiện nhiều đợt tấn công trong vòng 3 giờ, sử dụng các biên đội máy bay không người lái UAV tự sát kiểu Shahed. Sehi Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Kiev, Ukraine, cho biết hôm 25 tháng 5. Ông Popko tuyên bố, phòng không Ukraine đã đánh chặn toàn bộ mục tiêu bị phát hiện đang bay vào Kiev, nhưng không công bố số lượng UAV cụ thể. Báo động phòng không cũng được kích hoạt trước đó tại một số thành phố thuộc các tỉnh miền Bắc và Tây Ukraine như Kharkov, Lviv, Chernivtsi và Khmelnytsky. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky tuần trước cho rằng Moscow đang tập trung tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, tuyến tiếp vận hậu cần và những cứ điểm tập kết lượng lớn đạn dược, khí tài, nhiên liệu và binh lực nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của Kiev. Đối phương chú ý đặc biệt tới các hệ thống phòng không, quan chức tình báo Ukraine cho hay. Thêm rằng, không quân Nga đang đẩy mạnh tấn công những mục tiêu ở tiền tuyến và khu vực lân cận. Báo động không kích vang lên ở Kiev từ lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 5, tức 7 giờ sáng giờ Hà Nội, sau đó nhanh chóng mở rộng ra các khu vực khác. Một giờ sau, báo động không kích được kích hoạt trên khắp lãnh thổ Ukraine, Pravda Ukraine cho biết. Theo tờ báo, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy ở Kiev. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev Sehi Popko khẳng định toàn bộ mục tiêu Nga trên bầu trời thủ đô đã bị xác định và bắn hạ. Cuộc tấn công được thực hiện từ máy bay Tu-95MS hoạt động ở vùng Kaspi, ông Popko nêu. Vị quan chức Ukraine cũng cho rằng các tên lửa được khai hỏa là mẫu KH-101555, rất ít hình ảnh về vụ không kích được đăng tải. Giới chức Ukraine trước đó yêu cầu công dân không được đăng ảnh hoặc video ghi lại hoạt động của các khẩu đội phòng không. Từ đầu tháng 5 năm 2023, Nga đã tiến hành không dưới 10 đợt không kích tên lửa nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Hôm 16 tháng 5, Nga xác nhận dùng một tên lửa Kinzhal đánh trúng trận địa phòng không, phá hủy đài radar đa năng và 5 bệ phóng của tổ hợp Patriot tại thủ đô Kiev. Các quan chức Mỹ thừa nhận trận địa Patriot bị tập kích, nhưng cho rằng thiệt hại không nghiêm trọng. Đoạn video ghi lại vụ tập kích ngày 16 tháng 5 cho thấy, cụm tác chiến phòng không ở Kiev khả năng cao là Patriot đã phóng khoảng 30 quả đạn chỉ trong khoảng 2 phút. Đợt không kích mới nhất được tiến hành sau khi Nga cáo buộc Ukraine triển khai nhóm trinh sát và phá hoại xâm nhập bang biên giới Belgorod vào ngày 22 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt 70 phần tử khủng bố Ukraine, phá hủy nhiều xe bọc thép, xe bán tải của nhóm vũ trang. Chính quyền Ukraine phủ nhận có liên quan đến vụ tập kích Belgorod.
Nhưng trong các phương tiện của nhóm xâm nhập bị Nga bắt giữ có ít nhất hai xe kháng mình M1224 Maspro, 3 thiết giáp chở quân Humvee do Mỹ sản xuất và chỉ được bàn giao cho quân đội Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn do nhóm báo chí của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner công bố vào hôm 23 tháng 5, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, nói ông đã tuyển mộ 50.000 tù nhân để tham gia trận chiến ở miền đông Ukraine. Cụ thể, ông Prigozhin nói, trong suốt chiến dịch, tôi đã tuyển mộ 50.000 tù nhân, khoảng 20% trong số đó đã tử trận. Ông Prigozhin cũng cho biết, các chiến binh ký hợp đồng chính thức với Wagner cũng chịu tỷ lệ tử vong tương tự. Như vậy, tổn thất của Wagner ở Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine lên tới 20.000 người, trong đó có khoảng 10.000 tù nhân và 10.000 tay súng chuyên nghiệp. Ông Prigozhin cho biết, khoảng 20% lực lượng của Wagner cũng đã bị thương và cần ít nhất 3 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, ông Trùm Wagner nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất lớn hơn nhiều ở chiến trường Bakhmut khi ông này nói đã hạ được 50.000 quân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, ông Prigozhin không quên một lần nữa nhấn mạnh, Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản vào hôm 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong ở Bakhmut. Ông Biden cho rằng con số này rất khó bù đắp. Cả quân đội Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Hai nước cũng hiếm khi công bố số liệu thương vong chính thức. Lần gần đây nhất, Moscow chính thức công bố tổn thất của lực lượng Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine là vào tháng 9 năm 2022. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong trận chiến. Ông cũng cho biết tổn thất của Ukraine gồm 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người bị thương. Thủ lĩnh Prigozhin và các chiến binh Wagner thường xuyên chỉ trích các quan chức quốc phòng Nga về cách mà Moscow xử lý cuộc chiến cũng như tình trạng thiếu vũ khí đạn dược. Thậm chí, ông Prigozhin còn gọi đó là cơn đói đạn dược. Theo ông, việc thiếu đạn dược đã khiến cho Wagner phải chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut, đồng thời nói thêm rằng thương vong của Wagner lẽ ra ít hơn 5 lần nếu được cung cấp đầy đủ đạn dược. Bộ Quốc phòng của Nga và lãnh đạo Wagner vào hôm 20 tháng 5 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cùng các quan chức và lực lượng quân đội nước này đã bác tin Bakhmut đã thất thủ, khẳng định các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ông Prigozhin tuyên bố lực lượng Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Ngoài ra, các đơn vị của Wagner đã lập các tuyến phòng thủ ở vùng ngoại ô phía tây thành phố trước khi bàn giao lại quyền kiểm soát cho quân đội Nga. Hãng thông tấn Ria đưa tin về việc tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã được cho là bị thương nặng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kherson. Ông Zaluzhny được cho là đã chấn thương ở đầu và trên cơ thể có nhiều vết thương do mảnh đạn gây ra vào đầu tháng 5. Tướng quân đội Ukraine bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Ukraine gần làng Khosats Pokrovskoye. Cũng theo thông tin từ hãng tin RIA, vị tướng 49 tuổi đã phải trải qua ca phẫu thuật sọ não tại bệnh viện quân y ở Kiev. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ông Zaluzhny sẽ sống nhưng không thể làm nhiệm vụ chỉ huy quân đội Ukraine. Theo RIA, tình trạng của ông Zaluzhny còn phức tạp hơn do ông mắc bệnh tiểu đường. Những suy đoán về ông Zaluzhny xuất hiện sau khi ông không tham dự một cuộc họp cấp cao của NATO vào ngày 10 tháng 5. Vào thời điểm đó, ông Rolf Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO cho hay Kiev đã nói với Bruxelles rằng ông Zaluzhny không thể tham dự trực tiếp hay trực tuyến do tình hình hoạt động phức tạp trên tiền tuyến. Trong khi đó, vào hôm 20 tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malia tuyên bố ông Zaluzhny vẫn khỏe mạnh và tiếp tục chỉ huy các lực lượng vũ trang. Đến thời điểm ngày 25 tháng 5, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin được RIA công bố. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!